Dạ vâng, xin chào ngày mới anh chị, chào tất cả quý vị khán giả. Về tình hình không khí lạnh thì hiện tại nó mới chớm đến khu vực vùng núi của Bắc Bộ thôi ạ. Đến trưa và chiều nay thì sẽ lan xuống khu vực đồng bằng, ven biển, trong đó có thủ đô Hà Nội. Hiện tại thủ đô Hà Nội thì quý vị chúng ta có thể thấy là trời đang có nhiều mây đen, một số điểm thì trời đã có mưa dông rồi. Nhiệt độ thực tế là ở mức 26 độ. Càng về trưa và chiều nay thì nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội sẽ càng giảm xuống do là không khí lạnh tràn về, phá vỡ quy luật tăng nhiệt thông thường. Đến 1 giờ chiều nay, nhiệt độ hạ xuống còn 2-3 độ. Đến tối và đêm thì quý vị chúng ta sẽ cảm thấy rét rõ khi nhiệt độ hạ xuống còn 17 đến 18 độ mà thôi ạ. Thời tiết thay đổi, những người bị mắc bệnh xương khớp thì chúng ta sẽ cảm thấy là đau nhức hơn bởi là trời chuyển mưa rét sẽ làm cho các gân cơ bị co rút lại, dịch khớp thì đông quánh, các khớp thì trở nên khô cứng và khó cử động. Vì thế trong những ngày này thì quý vị chúng ta hãy thường xuyên là giữ ấm cho cơ thể, ngâm nước muối ấm bàn tay, bàn chân và sử dụng các túi chườm nóng hay là điều hòa có chế độ sưởi. Và vừa rồi cũng đã là những thông tin thời tiết đáng chú ý trong ngày. Còn bây giờ xin mời quý vị khán giả đến với phần dự báo chi tiết ngay sau đây. Thị xã Sapa dự báo hôm nay trời sẽ có mưa dông, trời rét đậm, nhiệt độ cao nhất 16 độ. Thành phố Hạ Long hôm nay dự báo nhiều mây, chuyển mưa rét, nhiệt độ hạ xuống dưới 24 độ. Thành phố Đà Nẵng dự báo hôm nay trời nắng 30 độ, chiều tối có thể có mưa dông. Thành phố Hội An cũng tương tự, sáng đến chiều nay thì trời có nắng 31 độ, chiều tối chuyển mưa dông. Thành phố Đà Lạt dự báo hôm nay trời nắng, nhiệt độ cao nhất 24 độ. Thành phố Hồ Chí Minh mưa chỉ xảy ra vài nơi về chiều tối, còn trong ngày chủ đạo là nắng khá nóng 33 độ. Thành phố Cà Mau dự báo cũng nắng nhiều và nóng về trưa chiều nay, mức nhiệt cao nhất 32 độ, chiều tối có mưa vài nơi, rất nhanh.